Chào các bạn thân mến, đang tới xem kênh của Ngọc Ánh. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ kinh nghiệm đầu tư bất động sản và làm giàu bằng bất động sản. Hôm nay mình sẽ bàn luận, tìm hiểu sâu hơn về cách cho mướn nhà ngắn hạn. Người ta hay kêu đây là kiểu Airbnb. Tại Airbnb là một trong những công ty tại Mỹ và quốc tế có cái chương trình cho mướn ngắn hạn. Thì đầu tiên Airbnb bắt đầu thế nào? Đó là một câu chuyện là cách đây vài năm có hai anh chị ở New York. Ở New York, nhà cửa rất là đắt đỏ và khách sạn thì rất là đắt đỏ, nhưng mà toàn thế giới ai cũng muốn đi tới New York. Thì anh mới nghĩ ra cách như vậy: cho mướn căn phòng trong nhà của họ, trong condo của họ, cho những người du khách không có đủ điều kiện để trả tiền khách sạn, tại khách sạn rất là mắc. Thì là chữ E, tức là không khí á bạn. B&B là bed and breakfast, tức là cũng như là nói là cho tới cho ở, nhưng để trên ngủ trên cái nệm mà bằng không khí đó, E đó. Thì nó sẽ có chữ Airbnb. Và họ làm một cái mạng. Họ nói là ai muốn cho mướn phòng để cho du khách ở ngắn hạn thì vô cái mạng. Thì khi mình vô cái mạng đó thì nó có website, mà nó cũng có nhiều website bây giờ bắt chước Airbnb lắm ha. Trong cái lúc mình Airbnb có nhiều lắm, nhưng mà cái chữ Airbnb bây giờ là cũng như nói là để mà biểu tượng cái mà cho mướn ngắn hạn cho du khách hay là những người chỉ cần mướn trong một thời gian ngắn, cho mướn cái phòng hay là có cho mướn, khi cho mướn nguyên cả một cái nhà cũng có ha. Thì nếu muốn cho người ta có nhà hay là có phòng dư muốn cho mướn thì phải làm như vậy. Đại khái ha, tại mỗi cái tiểu bang nó mỗi khác, thì là ghi đăng ký vào cái mạng của Airbnb rồi cho họ biết cái nhà, cái hình của nhà, địa chỉ, rồi họ kiểm soát thử có đúng không. Họ kiểm soát nha bạn, chứ không phải là nói chùa không á, để sợ người ta bị gạt á. Rồi cái để tránh cho người ta bị gạt á, thì Airbnb nó làm như vậy. Nếu anh A có nhà cho mướn, anh đăng ký lên Airbnb, anh nói bao nhiêu tiền một ngày đó, rồi thì Airbnb sẽ cộng thêm tiền hoa hồng của Airbnb. Bây giờ anh B muốn cần một tuần ở New York chẳng hạn, thì là anh như là cho mướn 100 đêm, tổng cộng là hoa hồng của Airbnb commission là hết là $100, thì là anh mướn 7 ngày thì anh phải trả bằng card thẻ tín dụng $700 cho Airbnb. Thì Airbnb mới nói anh A bây giờ là ngày đó có anh đó muốn mướn, thì khi anh đã đăng ký thì anh đã phải nói anh làm gì rồi. Đã có hình của anh này kia đó, để cho anh A dòm mặt dòm này có thấy có muốn cho mướn không. Nếu anh A đồng ý thì Airbnb sẽ bảo anh B gửi tiền tới cho Airbnb. Airbnb giữ tiền rồi báo cho anh A là ngày mấy thì anh B sẽ tới. Và khi anh B tới, anh B nhìn cái phòng này, anh B đồng ý cho mướn, thì là qua ngày sau thì anh B báo cho Airbnb là tôi vô được cái chỗ nhà tôi thích đó. Thì 3 ngày sau thì Airbnb sẽ gửi tiền tới trong chương mục cho người chủ nhà. Như vậy là không có bị gạt. Chứ nó có nhiều khi có nhiều cái mạng mà không có tốt thì nó nói lại cho mướn. Rồi xong cái thật là người nó muốn gạt người ta. Nó có nhà rộng cho mướn bao nhiêu tiền đó, rồi cái người ta đưa gửi tiền cho nó, cái hồi tới trước nhà gõ cửa nhà nó không, nhà đó là người mà mình gửi tiền phải là chủ.
thì người cái tiền đó, nó lấy tiền nó đi mất. Thành ra khi nào bạn mà cho muốn, bạn muốn đi mướn nhà mà trên mạng là bạn phải kiếm những cái mạng tín cẩn, như Airbnb là một cái mạng tín cẩn, nó có nhiều mạng khác cũng tín cẩn, nhưng mà có nhiều cái mạng thì là không tín cẩn, nó giả, nó giả bộ nó có nhà, nó biểu mình đặt cọc trước, nó sau mướn mướn nhà gần biển, một cái nhà gần biển mà có 1.000 đô, 1.200 đô, thấy không? Thì là cái đó kiểu đâu có, người ta thấy, người ta thích, thấy người ta thích quá, người ta rẻ thì người ta gửi, thì phải tới gửi đặt cọc ít nhất cũng phải 1.000 đô một tháng, đặt cọc trước 1 tháng nếu mướn 2 3 tháng, còn nếu mà mướn 1 tháng thì cũng gửi, phải gửi ít nhất cũng một 7 ngày để đặt cọc á, thì là gửi từ 7 ngày ra, khi tới 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 ngày gia đình tới gõ cửa nhà đó, nhà nó tôi đâu có cho mướn gì đâu, thấy không? Nhưng mà cái Airbnb rất là tín cẩn, thì cho mướn theo kiểu Airbnb thì có nhiều mạng cũng 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 làm như vậy ha, cũng lại làm giống như Airbnb cũng bắt chước. Mà cho mướn Airbnb á thì nếu bạn có một cái phòng ở nhà, 2 phòng ở nhà trống, muốn cho mướn mà thường thường là phải mướn ở những cái vùng mà có thu hút nhiều khách du lịch, chứ mình ở trên núi rồi chỗ không có du lịch gì hết, rồi mình để Airbnb ai ai thì đâu ai mướn ha. Nhưng mà bạn biết không, mình những cái nhà mà trong cái vùng nông thôn á, hay những vùng núi á, thì cũng có những người thích lên, thích 1 tuần 2 tuần đi vacation, đi nghỉ hè lên trong vùng núi cũng có. Thành ra vậy cứ đăng ký á, rồi cái là mình phải sắp đặt cái nhà, cái chỗ phòng cho đẹp, giường chiếc cho đẹp ha, mình phải sắp đặt cho nó đều hết. Thì sau đó thì thường thường á, là chủ của Airbnb á, là hay cũng muốn có người, có lời khen này kia đó, thì họ cũng tới phi trường, họ đón người ta rồi rồi hướng dẫn người ta một chút, đi ở đây thì đi chơi chỗ nào, thì cũng giống như mình tới ở nhà bạn, chứ không phải là mình cô thân độc mã, hay là một mình gia đình mình muốn tự mò lấy tới khách sạn thì cũng ai chỉ dẫn, cảnh sát nó cũng có người chỉ dẫn các bạn, nhưng mà cái trong Airbnb nó rẻ hơn, mình nó có đầm ấm cái tình bạn đó, như người họ thích thì từ họ sẽ trở lại á. Mình có 1 2 cái nhà Airbnb mình không có làm nhiều, tại vì làm cái đó cực quá, mình cho mướn tháng cho nó dễ. Làm Airbnb là mình phải thay ra thay nệm, mình phải cho người tới tới mỗi ngày sẽ ra thay nệm, quét dọn trong cái sạch sẽ này kia, mình phải đứng mình coi, tại vì nếu người quét dọn mà nó quét dọn không kỹ thì khách nó than lên Airbnb thì mình sẽ bị Airbnb trừ tiền, nó không trả hết. Thành ra làm cái đó là phải mình phải đứng ra mình coi, rồi mình phải có người đứng dọn dẹp, rồi phải giặt ra, giặt giặt khăn, rồi phải giặt giặt theo công nghệ cho nó trắng, cho nó sạch. Thành ra nó giống như là mình mở khách sạn vậy bạn á, thì nó nhiều tiền nhưng mà nó hơi cực, thì hồi thì cũng có vài vài căn nhưng mình không có nhiều, mình thường thường mấy kia là mình cho mướn tháng. Nhưng mà nếu nếu mà bạn muốn bạn ở những cái vùng nào mà đẹp có gì đó, có khách, có du lịch đó, thì là cho mướn Airbnb là nhiều gấp 3 tiền cho mướn tháng ha. Được. Cái phòng nó bạn cho mướn tháng là được 1.000 đô, mà Airbnb cho mướn cũng được 2 3 ngàn, 2 ngàn tùy theo cái chỗ, mà nó nhiều hơn là cho mướn tháng, cái đó là cái là chắc. Thành ra có nhiều người ở bên Mỹ thì họ ưa cái làm dịch vụ Airbnb để kiếm thêm tiền, nếu mà ở họ cái nhà họ nhà rộng, nhà có dư phòng đó. Thường thường là nếu mình muốn cho nó dễ dễ chịu cho mình, dễ dễ cho khách đó, là thường thường là người ta trong cái phòng mà cho mướn thì họ họ làm sao mà có cửa ra vô riêng, để vậy đó sáng họ đi ra, họ đi chơi, họ không phải đi ngang qua cái nhà của mình. Rồi họ có nhiều người làm trong phòng nữa, cũng có cái khúc bếp, có một cái microwave, có một cái đồ nướng điện, có tủ lạnh, để những người ta không có cần phải đi qua xài chung đồ nhà mình. Thường thường là ở Mỹ nó vậy đó, thường thường là họ hay biến cái gara đậu xe đó, bạn thường thường nhà nào có gara đậu xe rộng rãi đó, có nhà nào có 2 gara thì nó xây lại, nó biến thành cái 2 căn Airbnb mà họ ra ra vô riêng, có phòng ngủ phòng tắm rồi riêng, thì là gì đó thích lắm ha.
Bây giờ mình nói bạn, nếu bạn mua nhà để sao thì mày phải mua nhà mà kêu là split, nó cái là split plan á, tức là bạn đi vô cửa thì là cái phòng cái, bên cái phòng của phòng ngủ của chủ nhân, cái là master bedroom á, nó phải một bên, cái là nhà tắm một bên ha. Vậy á, khi nào mình đi á, khóa cửa cái cửa là không ai vô vô xài nhà tắm của mình, không ai vô vô xài cái phòng ngủ của mình, cái đó là master bedroom. Thường nhà mà dưới là hai phòng, thường là ba phòng với lại hai phòng tắm, nhưng mà nhà nào nó cũng có một cái closet, một cái chỗ mà treo áo quần mà nó rộng, thì thường người ta mới biến xây cái closet nó thành ra thêm một cái bathroom, thêm cái nhà tắm. Thì hai phòng ngủ với hai nhà tắm kia nó phải ở phía bên này, ở phía bên này ha bạn. Vậy á, thì là nếu mà bạn cho người ta mướn mà muốn mà họ xài chung cái bếp của bạn thì họ chỉ vô xài bếp chứ không, họ không có đụng được vô được cái master bedroom của bạn. Còn nếu bạn bạn làm cửa được á thì họ ra cửa riêng của họ, có họ có nhà tắm của họ ha, họ có nhà bếp của họ, thì họ không có dính líu tới mình, thì mình qua mình thăm mình nói chuyện. Còn có người thì mua được những cái nhà mà họ hồi xưa cất á, ở Florida, những nhà những bà thấy những nhà hồi xưa đó thì đất nó rộng, rồi trong nhà thường thường hồi cách đây mà đầu thế kỷ thứ 19 á, thì Mỹ nó cũng như mình, nó cũng sống ở nhà có ba má rồi con rồi cháu, hồi đó cũng đâu có tiền đâu mà ở riêng ha. Riêng thì là thì người Mỹ nó hay cất thêm một cái nhà nhỏ nhỏ, một một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ nhỏ thôi, nhà tắm nhà bếp ở phía đằng sau vườn, để cho ông cụ bà cụ ở, tại ông cụ bà cụ nó ở trong nhà ồn quá ngủ không được, muốn có cái tự riêng tự lập riêng, thì họ cất như vậy để cho người già ở. Nếu mà ở nhà hồi xưa vậy, bây giờ vẫn còn tiếp tục cái đó thôi, giờ giờ thì người già không có ở nữa, thì họ để cho con nó chơi, hay là nó hay là con lớn mà mở nhạc ầm ầm thôi, bây giờ mày ra ngoài đó mày ở đó cũng trong vườn nhà thôi, thì là những cái việc không còn con nữa, thì cái nhà đó là người ta hay chuyển ra thành nhà Airbnb. Đó là cái sở thích của Airbnb. Chào các bạn nha, hẹn lại video sau mình tiếp tục nói về chuyện là cách cho mướn nhà Airbnb để có lợi nhuận nhiều, có thêm lợi nhuận. Có khi nào mình thích nhiều tiền nhiều thì mình đi mua luôn một dãy phòng trọ ha. Chào các bạn nha.